chào mừng những bạn vui vẻ ở kênh Tâm Về Vĩnh Long nha. Hôm nay mình đang ở trên đường Nguyễn Huệ nè mọi người, phường 2 thành phố Vĩnh Long nè. Đang ở Bò Né Ba Tâm các bạn ơi, ở số 158D Nguyễn Huệ, phường 2 thành phố Vĩnh Long. Thì các bạn ở rừng sân vận động á mọi người ơi, bữa nay bà chè, ông chè cho bà chè đi ăn bò né các bạn với thánh ăn đầu chọc nha. Mà thánh ăn đầu chọc ra sao thôi mình kêu 6 phần các bạn, kêu 6 phần các bạn ơi, vô chuẩn bị rồi, kêu mấy phần em? 6 phần phải không? À 6 phần. Ê chào ông chủ dễ thương, đây là bán bao nhiêu một phần vậy cưng? Dạ 25.000. 25.000 hả? Sao rẻ vậy? Rồi bình thường là 25, rồi có đặc biệt không? Có đặc biệt là đầy đủ 45. À đặc biệt đầy đủ là 45.000 hả kìa. Rồi như vậy là phần này 25.000 này các bạn. Đó có trứng nha, có bò, có bánh mì cho mọi người. Thôi em chị em kêu 6 phần ăn giao hữu chơi thôi mọi người. Review cho các bạn cùng xem tôi vui nha các bạn, ủng hộ nha các bạn. 158D Nguyễn Huệ, phường 2 thành phố Vĩnh Long các bạn ơi. Bao rẻ bao ngon. Từ mấy giờ tới mấy giờ em? Sáng từ 5:45 tới 12 giờ các bạn. Buổi chiều có bán không em? Dạ chiều từ 3 giờ tới 10 giờ tối á. Rồi chiều từ 3 giờ tới 10 giờ tối các bạn. Cứ rảnh này dẫn ghệ, dẫn người yêu lại đây nha. Nha mọi người. Mời tất cả các bạn nha. Chiều 6 phần các bạn. Cho thánh ăn đầu chọc 3 phần, canh chè 3 phần. Chờ lâu quá thánh ăn đầu chọc cũng nước lại không? Thôi kệ, mình làm trước các bạn ơi, đủ quá. Mời tất cả mọi người nha. Này là bò né Ba Tâm các bạn. Ở số 158D thì Nguyễn Huệ, phường 2 thành phố Vĩnh Long nha mọi người. Bây giờ mình ăn phần thứ nhất các bạn ơi. Mình hàng bên đây là có chè, hàng bên đây có đậu chọc, đậu chọc nha, nó ăn đậu chọc. Hỏi lại nó có chuyện gì đó không biết, hỏi lại các bạn ơi. Cái này là bò. Mời mọi người nha. Mềm, ngon. Mềm quá mềm, ngọt lắm các bạn. Ê, bánh mì bự á, chia ra nửa ổ. Mày đi bánh mì Sài Gòn, bữa nay đi hơi trễ. Thì chủ quán hết bánh mì nhỏ các bạn. Này mì Sài Gòn, cắt ra mọi người. Ăn đột tay mỡ các bạn ơi. Đang ăn đồ vườn các bạn, đang ăn đột tay nha mọi người. Ông nêm nếm vậy nha. Rồi vậy vừa, nếm tương vô ăn vừa. Đơn giản rồi. Lợi nước các bạn. Ok, con nào đen mà. Làm phần rau đi mọi người. Rau này ngàn trộn chua ngọt các bạn, dễ ăn lắm. Trời ơi. Vậy thứ hai. Hơi lẹt, thịt chút nước tương các bạn. Đó, chút thôi, nhiều quá thì mặn các bạn. Phần này có 25.000 thôi các bạn. Đó.
bao gồm trứng nè. Rồi thịt bò, rồi bánh mì, cho bánh mì bạn ăn đâu thôi. Rồi rau. Cảm ơn mọi người ơi. Thứ hai để làm cái rau nữa các bạn. Rau phải sao này? Rồi, vậy. Ba phần này cũng thánh chắc thơ luôn quá. Giờ còn phần nữa. Tới phần thứ ba. Để thánh ăn đầu chọc mới lại không nữa. Đi làm rồi, thôi 11 giờ lại. Không biết có lại không các bạn. Bánh mì đặc biệt ngon lắm mọi người. Phần thứ ba. Đây là người ta có cho nước không em? Có. Lấy đi nước ăn rồi ta. Đây nè. Cái nhà hàng người ta lo luôn nước luôn nha mọi người. Em Lâm Ngàn có nước nha các bạn. Ồ, còn quá. Cách si luôn, nồng đã. Thánh đang đầu chọc cái bọn nó ống lại rồi đó. 11:45 rồi các bạn ơi, chơi luôn đi. Thôi không lẽ là gì vậy, không để trả lại người ta sao ta? Trả trả là gì, trả lại quán này gì, chơi hết luôn đi, ăn luôn hả? Ừ, thôi đầu chọc nó ống lại rồi, thôi mình gán luôn các bạn. Bây giờ trả lại quán thì tiền đâu được, trả lại người ta làm rồi trả lại gì. Thôi vậy mình ăn luôn các bạn ha. Nha, mình chừng nào ổng tới thì tính sao nha mọi người. Ơi kêu khác. Đi đi ha. Đầu cọc hả, đầu cọc. Cầu mong có trong hồn đầu cọc mau lại đây nha. Mời tất cả mọi người nè, này mặc có đầu cọc các bạn ơi. Đó. Đầu cọc kia làm. Mà không biết sao giờ này đi về. 11:45 rồi các bạn. Đó.
rồi cặp về cảm ơn chứng minh nha. Đó. Nào, đã hẹn. Không lợi thì coi như dĩa này không em luôn. Ghê thiệt luôn à. Mời cả nhà xuất phí. Ăn trứng cho nhiều, bổ trứng. Xuất phí, ngọt. Đâu mà tại sao dĩa hả? Thử thụ. Dĩa năm mà. Không luôn. Chết luôn. Ông đồn cọc. Lấy bên mày lại nhiều đi ông đồn cọc phải không em? Chừa bụng rồi họ đi đám nữa kìa. Họ còn đi đám cưới nữa các bạn. Thì bây giờ xong họ đi đám cưới.
sợ coi. Đó mọi người. Đó, 6 phần luôn mọi người. Hết có đào chọc luôn rồi. Vâng, khúc bên mày nè. Để dặn cho đào chọc. Mình nè cho bọn đi đám cưới nữa mọi người. Đưa cho đào chọc đi nha. Cái ăn hết là đào chọc là chữ à. Thằng ơi. Hết luôn 2, 4, 6. Họ khúc bên mày. Nói chung là cũng vừa bụng là đi đám cưới nữa cho bạn. Nha. Rồi đào chọc có lại thì cho khúc bên mày. Nó chờ hoài á. Trời, teo còn khúc bánh mì, ba bạn còn có khúc bánh mì. Vậy cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này nghe. Các bạn nhớ bấm like nha các bạn, bấm chia sẻ và đăng ký cho kênh Tập Kiệt Vĩnh Long luôn. Bye bye, hẹn gặp lại lần sau.